Thôi mẹ. Nhà bao việc cười đéo gì đéo hiểu. Đéo hiểu có cái lôn gì hay. Ừ đúng thật. Anh em Vũ Minh Hiếu vừa comment đéo hiểu có cái lôn gì hay. Thật chuẩn, anh em nói chuẩn luôn. Chả có đéo gì hay cả. Không, lôn hay lắm. Nói thật với anh em, chỉ muốn thích được lôn thôi. Hay lắm. Tôi rất thích cái đấy anh em ạ. Anh em nào chê lôn cứ hiến dâng cho tôi nhé. Ừ. Chị em nào không thích lôn hiến dâng cho tôi nhé. Ừ. Tôi nhận hết. Em chết. Lôn hầm lôn thâm vào đây hết. Thằng này chấp hết. Rồi. À, vui vẻ với anh em tí. Chào mừng tất cả các anh em đến với trực tiếp game tối ngày thứ 6. Và hôm nay thứ 6 tôi vừa mới đi có tí việc về. Vừa mới đi nhậu về. Thật với anh em là vừa mới đi nhậu về. Có cái rỗ ở nhà. Có cái rỗ ở bên nhà ngoại. Vừa mới đi ăn nhậu về. Thật với em vừa mới đi một quãng đường khá là xa. Đi hơn 20 cây về nhà. Cố gắng về nhà kịp để mà livestream cho anh em xem. Mình ra là nó hơi bể tí anh em thông cảm. Nghe giọng tôi nó có hơi bể tí để anh em thông cảm nhá. Không có, đừng có chấp cái thằng say. Không có thì lại nhiều khi lại bảo là hôm nay sao lại bể thế. Thôi anh em đừng chấp thằng say nhá. Ừ. Thôi thì ngày hôm nay lại gửi đến anh em cái con game cái gì? Thứ 6 máu chảy về đâu á? Thứ 6 thì máu chảy về đâu thì tự biết chứ anh em hỏi tôi. Thứ 6 thì máu chảy về chỗ nào đấy? Ủa mẹ, nãy giờ đéo để ý cái con game này có cái cửa nó cứ mở ra đóng vào ấy. Rồi hôm nay tôi gửi đến anh em cái con game, con game này vừa mới ra mắt ngày hôm nay xong. Chính nó ra mắt coi như là nếu mà chính xác ra là nó ra mắt vào đêm ngày hôm qua thì đúng hơn. Con game này nó có tên là The Beast Inside. Tôi cũng đéo biết dịch cái từ này là gì, nhưng mà anh em có thể dịch, nếu mà tôi không nhầm thì từ này dịch cái tiếng Việt cũng là thú tính anh em ạ. Thú tính. Hoặc là có thể là một con thú bên trong à. Nhưng mà tôi nghĩ là con thú bên trong này nó có nghĩa là con thú bên trong người ấy. Con thú bên trong tính cách, con thú bên trong cái cơ thể chúng ta. Nên là chúng ta có thể dịch sang thành thú tính. Vâng, thú tính. Dạ vâng. Gửi đến anh em cái con game như vậy. Con game này thì nó nhẹ nhàng thôi. Tôi đăng bài tôi bảo đây là game kinh dị. Nhưng mà thực ra tôi nói với anh em, tôi dọa anh em là chính thôi. Chứ còn nó chả kinh dị cái rứt đéo rồi đâu. Đây chỉ là một cái con game mà nó giúp chúng ta có một cái buổi tối thứ 6 nó an nhàn. Anh em xem và anh em feel theo cái con game, một con game nó phiêu lưu. Nó rất là nhẹ nhàng. Chúng ta còn anh em có thể là nằm trên giường hoặc là ngả người trên lưng ghế. Hoặc là anh em có thể là anh em xem cách cứ bật lên, dù cả nhà xem, nhà có bố mẹ, anh chị em thì cứ dù cả nhà xem, bởi vì là game rất là nhẹ nhàng thôi. Nó giúp chúng ta có những cái giờ phút thư thái. Cả tuần đi làm nó cũng đi học đi làm cũng mệt rồi. Tận thứ 6 này rồi cũng rất là mệt. Tôi rất là biết anh em. Từ thứ 2 đến thứ 6 là cả một quãng đường nó cũng ngắn đấy, nhưng mà nó cũng rất là dài.
là chúng ta có đôi chút cái gì đấy tối thứ sáu nó nhẹ nhàng tí nữa. Nhá nhá nhá. Rồi. Nói thật là tôi thì tôi cũng đã biết con game này nó có cái nghĩa là cái đéo gì đâu, nhưng mà người ta cứ vào xem nó ra sao. Nghe nói là có vẻ là kinh lắm, nghe nói là có vẻ là gớm lắm. Con game này thì nó được gây quỹ ở trên Kickstarter rất là lâu rồi. Nó được gây quỹ à. Quên, anh em còn nhớ cái con game, quên mất, lại phải nói thêm với anh em, mặc dù rất nhiều anh em ở đây chỉ muốn vả mặt tôi nói rất là nhiều rồi. Nhưng mà tôi phải nói thêm tí là có anh em nào đây còn nhớ tôi từng chơi con game gì nhỉ, mà chúng ta đi xuống dưới địa ngục mà nó có đỏ lòm xong rồi có cái con quỷ nhỉ. Chúng ta vào vai một cái thằng nhân vật bị đẩy dưới địa ngục ấy. Xong rồi phải đi ở trong những cái chỗ mà nó có đỏ lòm xong rồi ruột gan phèo phổi, rồi là cái bọn quái vật các thứ ABC, nó có cả quỷ ấy. Em có nhớ con game đéo gì không? Agony đúng không? Agony đúng rồi, Agony đấy. Thì cái nhà sản xuất cái con The Beast Inside này cũng là nhà sản xuất cái con Agony đấy. Đây là cái dự án thứ hai của họ. Dự án thứ hai của họ. Đấy. Mặc dù họ chỉ cho tôi cái đồng PR đéo đâu, nhưng mà tôi vẫn giới thiệu như bình thường nhá. Các bạn sản xuất nhá, biết điều tí tôi để lại số tài khoản, bạn chuyển tiền tôi luôn các bạn nhé. 5 tỷ thôi. Ừ. Yeah, không công. Nào, thì vào xem thì thú tính thú toét gì thì vào, lâu không chơi game kinh dị. Suốt từ cái hồi Home Sweet Home đến bây giờ không có con game kinh dị nào chơi đang vậy. Lại quên, game thư giãn. Cái gì đây? Ôi giời ơi. Yeah. Thế có phải hỏi à? Đây, lại có một số cái tính năng đây. À đây là cái phân độ khó dễ. Anh em có thể nhìn thấy là cái mức độ khó cuối cùng là mức độ khó nhất là dành cho cả thú chơi. Tức là chó, mèo, lợn, gà nó cũng chơi được. Beast mà. Quái vật, à, quái thú, thú tính. Kiểu quái vật, beast, con thú. Ừ. À, thú vật, kiểu trâu, bò, lợn, gà nó cũng chơi được. Đéo ai chơi chế độ đấy, anh em công nhận không? Chế độ đéo ai chơi chế độ trâu, bò, lợn, gà này cả. Tôi là người nhá. Đéo ai chơi, mẹ, va vẩn. Đéo ai va vẩn nhá. Ừ, rồi. Aventure. À rồi. Aventure. Adventure. Đây là chế độ dành cho ai muốn biết được cốt truyện nhưng đéo có cái gì thử thách. Mày điên à? Sờ tăng đớt. Nói cho em luôn cho nhanh. Chapter 1 The Beginning bắt đầu. Tôi nghe nói là con game này nó có rất là nhiều cái giải đố anh em nhé. Cho nên là ngày hôm nay tôi phá lệ, tôi chơi sử tăng đốt là anh em normal, là anh em phải giúp tôi. Tôi không nói nhiều đâu. Tất cả các anh em ngồi đây là anh em phải giúp tôi. Bởi vì là cái con game này nó giải đố nó kinh lắm. Nó rất nhiều cái giải đố rất khó. Nó đéo hề đơn giản. Tôi nói thật luôn, tôi đéo liêm sỉ gì luôn. Tôi nói luôn với những anh em ở đây là anh em chuẩn bị tinh thần mà nhắc tôi. Nhá. Tôi cứ nói thẳng, tôi chả giấu giếm cái đéo gì, tầm này tôi chả liêm sỉ đéo gì. Sắp tới anh có chơi COD không? COD là cái gì? COD là gì? Chơi ông Dũng à? COD là đéo game là chơi ông Dũng. Mấy cần lean. Tội chơi tội à? Anh em ấy, mặt nó vừa ấy. Game đéo lút lâu thế. Rồi. Nào. Where am I? Tôi đang ở đâu? Ở đâu mày đéo biết thì tao biết à? Why? Ui ôi chúa ơi, sao cái gì đấy? Adam. Úi giời, Eva à? Tại sao anh lại rình rập bọn tôi? Có phải liệu ôi đấy, cái con mẹ? What the f- Anh đã làm gì Adam? Tao không làm gì đâu, tao chỉ cắt đầu nó thôi. Chiến tranh luôn kêu gọi những luôn. Mẹ nó bảo chiến tranh luôn cần những nạn nhân. Không có chiến tranh nào cả, anh đã phá hoại tất cả. Và bây giờ anh đã giết ôi thôi. Người tốt đừng anh ơi, đi mẹ người tốt lắm. Họ đã biết về mày rồi. Họ đã coi như theo dõi cái căn nhà này. Không, mày làm cái gì đấy?
Ui rồi. Một tuần trước đó. Game thư giãn nhỉ. Thư giãn mà. Thư giãn vãi cả đấy luôn. Ôi dồi ôi mẹ. Đoạn vừa rồi là nó hơi lỗi. Tí tôi trộn một cái hình ảnh ở một cái game khác vào thôi. Game đây mà. Rất là nhẹ nhàng. Chúng ta đang đi coi như là vãn cảnh. Chúng ta càng đi xa thì anh càng thắc mắc nhiều hơn. Đây đúng là một thử thách. Nhưng mà anh luôn luôn muốn rằng anh sẽ tránh xa khỏi thành phố. Cuối tuần thôi em ạ, không phải làm tất cả. Úi dồi. Really, Emma? We don't know the day or the hour. Emma, chúng ta không biết có chuyện gì xảy ra đâu, vui nhỉ. Chúng ta vẫn không nghe thấy nhiều thứ về cái gì. If I don't break the code, this country will be like a basket full of nuclear mushrooms. Adam, stop it. But then again, sao đang nói gì liên quan đến vũ khí hạt nhân đấy? Down on us before Brezhnev's boys launch their first missiles. Sao lại có từ tận thời tổng bí thư của Liên Xô bét nhép thế này? Take a look. Nhìn đi, trông căn nhà còn đẹp hơn cả trên bức ảnh của chúng ta. À, đây là một cặp vợ chồng. Một cặp vợ chồng đi nghỉ cuối tuần. Và một cặp vợ chồng đi nghỉ cuối tuần. Tuyệt vời, đây là Tam Đảo anh em ạ. Nếu anh em chưa biết thì đây là Tam Đảo anh em nhé. Tam Đảo. Game này là từ thời coi như là vẫn còn Liên Xô cũ. 3 tiếng đi và chúng tôi đến nơi. Anh yêu đừng đứng đấy. Anh bê mấy cái hộp vào đây cho em đi. Nơi này trông rất yên bình. Đấy. Rồi. Tôi sẽ ở một căn nhà rồi. Tam Đảo anh em ạ. Home sweet home. This cái con mẹ thì cái số phận của tôi sao nó cứ gắn liền với cái dòng chữ là thì đéo nhỉ. Chứ đéo được rồi. Bây giờ đang là trên à. Đéo thể hiểu nổi luôn đây. Đéo mẹ. Vâng, như vậy là tôi đã có mặt ở Tam Đảo. Nếu anh em lần trước cách đây không lâu cho anh em cũng biết đấy, tôi có đi cùng với cả Vũ và Đạt đi lên Tam Đảo. Thì đây chính là Tam Đảo đây. Đấy, phía trên đây kìa, anh em thấy chưa? Bọn tôi đang ở trên đỉnh núi ở Tam Đảo. Chim chót, chim chóc coi như là líu lo. Game này, đâu giờ anh em bảo game kinh dị, cái gì? Có ma ra đây không? Đến cái giếng này thậm chí nó còn bị chắn gỗ để mình đéo phải sợ là có ba bên dưới. Thì con game này có cái đéo gì? Ôi. Nào, thế thôi đi vào vậy. Vợ được. Cái gì đấy? Ấn tab để check cái máy ghi âm. Adam sử dụng máy ghi âm để ghi lại cái cuộc hội thoại và cái suy nghĩ của anh ấy về những cái sự việc hiện tại. Gotta get those boxes inside. Thái bị dở hơi à? Đi vợ cầm theo máy ghi âm, mỗi thằng điên. Mẹ, dở hơi. I should put the box on the table upstairs. Như vậy là, em ơi, cầm vào đi chứ bắt chồng cầm đi này à? Điều hiểu sao tôi lại phải thế này? Cửu vạn là vợ đâu rồi? Điều hiểu vừa vợ mà chẳng có đến đây cài bắt mình vậy. Em ơi, chắc đi đái nhỉ, đi đái. Đi một quãng đường xa này thường sẽ đi đái. Nó bảo tôi là bỏ trên cái bàn ở trên tầng 2 là chỗ nào nhỉ? Mấy cái hộp này nó bảo có đúng mà nó bảo tôi là bỏ trên cái bàn trên tầng 2 không? Cái gì đấy? À, cái này là cái để tôi có thể kéo cái gian gác lửng xuống. Ví dụ tôi muốn kéo một cái gian cái cầu thang gác lửng đây này. Chỗ này này mình sẽ dùng cái này mình kéo nó xuống. À rồi.
hiểu. Vợ đâu rồi? Cái gì đây? À, tức là hai vợ chồng coi như là đến đây nghỉ thì mới thuê một cái bọn là nó chuyển đồ trước đến đây. Nhưng mà chúng nó chuyển đây xong rồi thì nó còn đéo mang mấy cái hộp này lên trên tầng gác. Cho nên là bây giờ mình phải mang lên trên tầng gác. Rồi, rồi, đây là dịch vụ thuê ship, dịch vụ Simon và những người con trai. À, bây giờ tôi phải cho trên này đúng không? Tôi phải cầm cái gì ra đây, móc cái này xong rồi mang trên này đây. Rồi, nhà với chặt cửa. Rồi. Chưa khóa đâu em ơi. Ô cái con này. Chưa khóa đâu em ơi. À, để trên cái bàn này. Để trên cái bàn này anh em ạ, để trên cái bàn này. Tổ sư. Cái game nó di chuyển, nó không phải là anh em xem nó bị giật đâu anh em ạ, mà là cái game này nó di chuyển cái kiểu đéo gì. Nó cảm giác đi nó cứ không được, nó không được mượt mà cho lắm thì phải. Có đúng không, tôi phải ném vào cái ống này không nhỉ? À, đúng rồi. Cái hộp ở đúng chỗ mà nó cần. Đã đến lúc sơn tường. Rồi, giờ tôi phải đi lên trên các để tôi thử giảm cấu hình đi xem sao nhé. Cảm giác như kiểu là hay là nó bị ấy nhỉ. Để tôi thử giảm cấu hình đi xem sao nhé. Bỏ cái blur đi cho anh em xem mà đỡ bị đau mắt nhá. Xa đầu để medium thôi. Medium. Để xem nó có mượt hơn không. Mượt hơn đấy anh em ạ. Mượt hơn đấy. DOF á. DOF là cái gì? Trong này nó không có chỉnh DOF đâu. Độ sâu trường ảnh ấy hả? Trong này nó không có DOF. Depth of field ấy hả? Hay là field of view? Không có. Bỏ chắc bỏ cái blue ra thôi. Là blur ra thôi là anh em xem nó ok rồi. Tôi lên trên gần tầng gác để xem sao. You've got to be kidding me. Không có chìa khóa. So we will make a great agent, just like dad. Honey, I can't get in the goddamn attic. Em, anh không thể nó lên trên tầng gác mà anh không có chìa khóa. Anh kiểm tra trong phòng ăn đi. Nó ở trong cái tủ ý. Đéo hiểu vợ nói tôi ở chỗ đéo nào nhỉ? Từ nhà vệ sinh nói vọng ra hả? Không ăn ở chỗ nào? Nó bảo trong cái tủ đúng không? As if there was one drawer. The key could be in one of the drawers. Đây. Chắc là đâu đấy ở trong này thôi. Đây. Nope, nothing in here. Game I can't nhẹ find nhàng it in the dining room. Oh. Anh không tìm thấy trong này. I guess I didn't get it from the trunk. Cái đi chuyện nó lại bảo tôi nó để quên ở trên xe kìa mà. Yêu hiểu đấy. Vợ ơi chả còn. Hả? Tôi có cảm giác có thằng nào theo dõi tôi nhỉ? Game sáng sủa như này đéo hiểu sợ đéo gì đâu. Để chìa khóa đâu em ơi? À, ấn cái nút kia để mở cái này ra. Rồi. Đây rồi, chìa khóa đây rồi. Vợ mang thai à? Ờ à, đúng rồi, lúc cái đoạn cái nó bảo là nghe thấy à, đang nói đến cái đứa bé đúng không? Vợ có bầu đúng không? À, vợ có bầu. Bầu thì phải dậy làm việc đi em. Bầu làm việc nó mới khỏe, con nó mới khỏe em ạ. Nào. Lên mở.
tồi, cứ tưởng con game nó kinh như nào, tôi định dọa anh em. Nhưng đéo ngờ con game này nó nhẹ nhàng quá, hơi thất vọng. Cái gì đấy? Giờ tôi phải tìm cái bức vẽ ở trên gác thượng khiếp đây nhìn tôi, cứ tưởng đứa bé ạ. À. Hóa ra đây là cái tượng. Một thiên thần đang ngủ. Ơ, sao mình đi soi mông nó, tởm quá, thôi. Cái game này mình có thể nhặt được bất kỳ cái gì kìa bạn. Vãi đái, tương tác được với mọi thứ luôn. À. Đi chuyện bọn làm tượng làm chán nhở. Làm cái váy phải làm cả bên trong chứ. Đéo hiểu. Mình vứt bẻ. Đỡ được cái việc. Bức vẽ đâu? Không có bức vẽ thầy nghiệm. Tìm này là tìm màu vẽ chứ có phải là tìm béo đâu. Đéo anh em đúng nhở. Tôi tưởng tìm bức tranh, nó là tìm màu sơn chứ. Ừ. Mình là mình phải tìm cái màu sơn thì đúng hơn chứ nhở. Đúng không, nó bảo tìm cái pen hay là tìm cái màu sơn để sơn tường ấy chứ không phải là, không phải là tìm đây à. Đúng phải. Đây 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 đây, lọ tìm lọ sơn để mình sơn tường. Damn it. Hậu động chưa. Cái gì đấy? À, tôi phát hiện ra ở sàn nhà giấu một cái gì đấy. À, thằng chủ cũ giấu tiền trong này rồi. Giờ tôi cần phải tìm cái ba tong để giật nó lên. Cái nó gọi cái ba tong nó hơi buồn cười, phải gọi là cái xà beng. Tôi phải tìm cái xà beng ở nậy nó lên. Thằng chủ cũ chắc là giấu tiền dưới này rồi. Giấu tiền xong rồi chắc là bị một cái sự cố gì đấy. Trước tôi xem cái bộ phim là có một thằng nó giấu tiền ở dưới mấy cái ngăn như thế này. Bây giờ biết lấy đâu ra cái gì? À đây, trên này. Ui dồi, mẹ. Tôi thật phải game tôi, mẹ bây giờ tôi chơi game xong rồi. Thế chị mẹ. Tôi thề với các anh em ở đây, chắc chắn các anh em chơi chắc phải 5 ngày sau anh em mới tìm ra là cái chỗ trên này, tìm cái xa beng. Tôi chơi nó khác bọt thật. Em không cần phải khen tôi đâu. Tôi tự biết tôi giỏi rồi. Này. Sao không nạy lên được? Nạy lên! Đéo mẹ! Ôi ôi! Thấy chưa? Hộp chứa tiền mà! Mẹ! Cái nhà này là được để lại từ thời ông bà! Chắc là ông bà cất giữ kho báu hay cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái đéo chứ này! Đây là cái gì? Quay cái này để tìm được cái lời nhắn nhủ coi như là ẩn. Quay như nào? À, ơ. Cứ quay là mình sẽ đọc được à? À. I'd have to be a goddamn code breaker. Wait, isn't that what I do for a living? Z bằng C. Tại sao lại có người viết là Z bằng C? Z bằng C là cái mẹ gì? Chắc là nó có liên quan gì đấy anh em ạ. Đây là một cái tài liệu nó ghi là Z bằng C. Tài liệu nói về Julius Caesar. Đây là ngôn ngữ Latin, nên là chúng ta sẽ không đọc được. Thôi được rồi. Tôi cứ nhặt cái này. À đây 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 đây. Chắc. Từ từ. Ôi dồi ôi. Mẹ tôi bắt đầu là cảm thấy mình sai lầm khi chọn cái chế độ chơi này rồi. Khó vãi cả đáy à. Khi mà bạn đang ở trong cái chế độ Xamai. Đây là cái để đi cốt. À tôi hiểu rồi. Cái hệ thống đi cốt này cũng dễ thôi. Ta như này nhá. Tức là như này nhá, chúng ta một cái ký tự nào đấy nó sẽ tương ứng với một ký tự khác. Cái này dễ thôi, khi mà chúng ta đọc một cái ngôn ngữ nào, một cái văn bản nào đấy mà nó có cái từ gì, ví dụ như là nó là từ W chẳng hạn thì thực ra là từ là chữ G, hoặc là nếu mà nó chữ G
Đấy, thực ra là chữ W. Đấy, nếu mà cái vòng ngoài này là cái chữ xuất hiện chẳng hạn thì vòng trong sẽ là từ gáy. Rồi, tôi hiểu rồi. This device will help me decode the letters in the text. Decode lại. I have to break the cipher to open the box. Sau đây tôi phải giải cái này. Thế đéo nào anh em đã biết con mẹ là MHPAO. Vãi cả lin. Làm gì có MHPAO. Anh em lại vừa va vừa vẩn. Làm gì có chữ O ở cái cuối cùng. Trên tờ giấy à? Ờ nhỉ, trên tờ giấy là bây giờ làm nào để tôi lôi cái tờ giấy ra? Ở đây đây đây. M H P A O. First character in the cipher should be. Ờ nhưng mà không phải là M, đây là M H P O nhưng mà chúng ta còn phải dịch sang nữa ở trong cái bản kia nữa nào anh em, từ từ nhá, chúng ta cùng xem nhá. Đây, M đầu tiên là M. M là W à? Như vậy là M là W. M là W đấy, anh em nhớ giúp tôi nhá. H H là R. H là R. W R. P là cái gì? Z. A là cái gì? K. O là cái gì? Y dài. Xoay cái la bàn cho Z bằng C trước đã. À thế à? Có xoay cái đéo đâu. Rồi. Vậy là T. O. Không, đây chúng ta phải xoay đến Z bằng C đã. Z bằng C thì mới được. Nào bây giờ Z bằng C chúng ta sẽ có cái gì? MHPAO đúng không? T O W H V. Ờ. À thế là cái dòng trên mới là cái chữ đúng à? À, Z ở ngoài, C ở trong à? À, Z ở ngoài, C ở trong. Đéo mẹ lại còn thế nữa. Z ở ngoài, C ở trong. Đéo mẹ game khó thế. Đéo hiểu đây là nó trò chơi à? Đây. Rồi. Phết à? Phết. Niềm tin. F-A-I-T-H. Rồi, sau khi chúng ta dịch nó sẽ ra là F-A-I-T-H. Cảm ơn anh em. F A I T H. Ui dồi ôi, tuyệt vời mẹ. Ông bà định giấu ai? Giấu cháu á? Chìa khóa gì đây? Chìa khóa két à? Không biết nó định mở cái gì. Còn đây là một cái quyển sổ. Property of Nicholas. Của Nicholas. It is September ngày 27 tháng 9 năm 1864, vào buổi đêm, gần đêm. Làm sao? This. Tôi chưa bao giờ có giữ một cái nhật ký cả. Nhưng họ nói rằng có nhật ký sẽ giúp tôi nhớ lại được cái ký ức mà tôi đã mất. Như vậy là tôi đang đọc về ông bà mình ngày xưa. Ông bà anh rồi. Ông bà mình ngày xưa. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Đây là căn nhà này ngày xưa đấy. Evening, almost night. Never before have I kept. Đây, căn nhà đấy. Viết nhật ký để có thể dễ dàng nhớ được. Diêm, vâng. Như vậy tôi có thể. Cô bé bán trinh, à quên. Cô bé bán diêm mẹ nó rồi. Tôi có 11 que diêm. Vâng, tôi chơi rất nhiều tựa game kinh dị như đây. Tựa game kinh dị đầu tiên mà chúng ta phải sử dụng diêm. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now.
Rất nhiều game kinh dị ở đây, lần đầu tiên tôi sử dụng diếp. Không tìm thấy bố tôi đâu cả. Tôi cứ tưởng mới phải ra đón tôi cơ. Ông ấy đã coi như là biến mất mà không để lại bất kỳ một cái thư từ gì. Sau đấy thì căn nhà tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ, mặc dù nó không có gì thay đổi cả. Tôi càng có cảm giác sợ hãi trong bóng đêm mà tôi không thể định nghĩa được cái sự sợ hãi đó. Nhưng mà rồi cước sẽ quay trở về. Rồi tôi sẽ biết được chuyện xảy ra với bố tôi. Ok. Cái gì đây? Bật lửa à? Tôi lấy được một cái đèn rồi. Bật đèn lên. Tốt. Như vậy là chúng ta đã có cái đèn. Một bức ảnh bố tôi và đồng và đồng đội của ông ta. À, ông này là đào một cái đường mỏ, đào mỏ. Bố làm đào mỏ. Đẩy xây đẩy ghế ra. Đêm nay thì có cái đéo gì. Gì đây? Bố tôi biết là có một cái thứ nó bị ẩn giấu ở bên dưới cái vùng đất này. Ông ấy cần một ai đó để có thể mở, à để có thể đào một cái đường mỏ xuống. Đó là lúc mà ông ấy gặp được Jock. Và ông ấy đã xây cái phòng trọ. Ok, ông bố là ở đây. Đó, không có gì cả. Đến cái giờ phút này tôi thấy chưa có cái gì cả. Chưa có gì. Để khẳng định với anh em là chưa có gì. Dầu. Cái là dầu đèn. Ông bố vậy là mất tích. Tại sao cái cửa này không mở ra được? Thằng nào giữ cửa đây? À, có một cái nó chặn bên trong. Tối như hũ nút thì đéo hiểu. Thắp này lên. Thắp lên cho sái kìa bạn. Tổ sư. Cái gì đấy? Upstairs. What could it be? Đi con bé. Cái điếu gì đây? Điếu vào nữa đâu. Bố mất tích rồi, đã phải đi tìm bố nữa. Đi về. Đi rồi à? Điếu con đói nhiều. Đi về. Mẹ va vớ vẩn rồi à? Điếu hiểu đi. Điếu về được. Chặt mẹ nó cây rồi. Đi. Đường bị chặn rồi. Ô, có cái gì sáng sáng ở kia đấy. Từ từ. Tôi nhìn thấy có ánh đèn đằng sau nhà. Đúng không nhỉ? Tôi thấy có ánh đèn đây. Anh chị gì ơi? Có ai đấy không? Có cái gì sáng sáng thật mà. À, đấy là đèn ở cái khu mỏ. Đang định cứ tưởng của anh chị nào đi xe ô tô qua xin quá giang về. Lật ra sau tấm ảnh có liên quan đến gì đó. Không, nó chỉ là để quay ra sau tấm ảnh thì nó đọc thêm. Tức là ông bố này ông muốn khai, ông tìm được ở cái hầm mỏ dưới này nó có một cái gì đấy. Và ông ý và ông quyết định ông muốn xây dựng thôi. Ngày 4 tháng 4 năm 1840, không có gì cả. Tôi vừa nghe được có tiếng động ở trên tầng 2. Được. Chúng ta lên thôi.
không có gì phải sợ. Trước tiên để tôi tìm cho mày xem có cái vẹo gì không? Quần áo. Cái gì đấy? Đấy là cái gì? À, bàn là ngày xưa đấy anh em, bàn là đấy, bàn lùi đấy. Đây là bàn lùi này. Nhiều anh em vẫn hay hỏi tôi là bàn lùi là cái gì. Đây là bàn lùi. Ngày xưa là người ta sẽ dùng cái thiết bị gọi là bàn lùi, chứ người ta không dùng bàn là. Rồi, đi lên thôi. Cái gì đấy? Noise coming from upstairs. Mẹ, nhìn cái tủ của Tưởng Anh. Có ai trên đây không? Thắp nến lên ngay. Mẹ, mày tưởng mày dọa được tao á? À, ui dồi ôi, một cơn gió thổi qua cho nên là cái cánh cửa này nó bị tung ra. Đéo hiểu. Đóng vào rồi. Thần hồn nát thần tính tổ sư. Cút mẹ. Hey, what are you doing here? This is private property. Cái thằng nào đấy? Who the devil is he? Ai đấy? Hả? Tôi nhìn cái mặt thằng này kinh lắm. Nó chỉ tôi ra đằng kia làm điếu gì. Con mẹ. Cái gì rủ đi đâu? Đêm rồi đéo ba sàn đâu, điên à. Đêm rồi anh ơi. Hey, you still here? Đéo ba sàn đâu. Đéo hiểu đêm đến còn đến tận nhà rủ đi ba sàn ạ. Nó chỉ tôi đến chỗ hầm mỏ. Anh gì ơi. Strange, the light is coming from the inside. Ờ, có ánh sáng phát ra từ bên trong. Mà nơi này bị bỏ hoang từ lâu, tại sao có ánh sáng phát từ bên trong? Mình phải tìm cái gì để cắt cái này ra. Từ từ, phải dẹp cái này đi đã. Cái game này lại còn bắt chúng ta phải làm từng bước như này cơ. Còn phải đẩy cả mấy cái này đi cơ. Rồi, tôi sẽ tìm cái để cắt cái khóa này ra. Kêu đâu rồi? Đây rồi, kim cộng lực đây rồi. Quá đơn giản. Tôi phải tắt, tạm thời tắt đi để tiết kiệm dầu anh em ạ, tiết kiệm dầu. Cắt thế nào? Ui dồi ôi. Mày ra đây. Cái đi spec cái điều đấy. Từ từ cái gì đây? Từ từ. Có ai con nến con đốt gì không? Sao lắm bàn lùi bàn lá đây? Ý mẹ, tôi đéo dám mở cái này ra đâu. Nến đang được thắp lên. That's my father's hat. Mũ của bố tôi. Basement dưới đường tầng hầm. Ông ấy để lại cho tôi một cái nhắn nhủ. Tôi phải xuống tầng hầm xem sao. Được. Như vậy là bố tôi để lại cho mình một cái lời nhắn là con ơi bố. Ôi, đi con mẹ. Đi con mẹ. Chúng ta đi tiếp thôi. Có lẽ là vừa rồi chỉ là cái hình ảnh ảo giác. Hình như là chỉ có mình tôi nhìn thấy đúng không? Rồi tôi hay bị căn bệnh, tôi cứ hay nhìn thấy những cái hình ảnh gì đấy nó xuất hiện. Anh em hãy nói với tôi rằng là anh em đéo như thế cái gì. Lúc đấy chúng ta chỉ nhìn mỗi góc nhà, anh em chỉ nhìn mỗi góc nhà thôi đúng không? Những gì mà tôi vừa nhìn thấy chả tưởng tượng thôi đúng không? Đéo vấn đề gì đâu. Đéo vấn đề gì đâu. Tu fucking duck can see anything. Ừ. I'm can't see anything, dude.
cái gì đây? Cột mạnh. Lại có cái dòng gì đây? Có một cái bài báo nói rằng là có một cái tội ác cực kỳ kinh khủng mới xảy ra trong cái cộng đồng ở cái khu này. Cảnh sát trưởng xác định là đã có người chết, được gọi đến cái nhà nghỉ để xác định là có người chết. John Norton đã bị mất tích trong vòng vài tuần qua. Ôi giời ơi, nạn nhân đã bị cắt cổ, bị cắt rất nhiều phát trên người. Ôi giời ơi, cho thấy đã bị tra tấn rất kinh. Tôi đi về nhà. Đúng vậy, chuẩn. Thằng nhân vật đến bây giờ mới nói được một cái câu mà tôi cảm thấy nó chí lý. Tôi đi về nhà. Về thì đéo được. Cây chặn mẹ rồi. Tôi phải đi xuống dưới tầng hầm thôi, các bạn. Đi coi mẹ. Ai đây? Bố à? Bố à? Bố ơi. Bố à? Thế bao năm nay bố đi đâu? Con hỏi bố. Thế bao năm nay bố đi đâu? Bố có biết là con về đây con tìm bố, có cái thằng khốn nạn nó ở chỗ mẹ. Chỗ cái nhà cái nó vừa dọa con xong. Bố ơi. You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you. Nếu phải bố à. Am I going mad? Tôi what in heaven's name is going on? Ra vậy? If I tell anyone about this, I'll end up in an asylum. Vâng. Thế là cơ hội cuối cùng để về nhà đã hết. Đéo mở được cửa nữa. Mày thấy mày ngu chưa hả thằng kia? Mày thấy mày ngu chưa? Ngu lắm con à. Tao đã kinh nghiệm. Ôi, sao bây giờ tôi cứ đi qua cái đéo ấy, tôi cũng tưởng tượng tôi nhìn thấy một thằng người. Nếu đây tắt bật rồi các bạn, sao bây giờ tắt thế này? Cái gì đây? À, rồi. Tôi phải kiểm tra xem còn tí dầu nào không. Hết mẹ dầu rồi, còn mỗi diêm ạ. Đèn đốt tốn dầu thế. Toàn diêm thôi. Tối như hũ nút. Cái gì đây? Tiếng gì đây? Đéo hiểu cửa đâu mở ý. Cái gì đây? Tẩu. Một cái tẩu. À, tôi đã từng định hút cái tẩu này, nhưng khi bố tôi biết là tôi hút, bố tôi đã bắt tôi chuyển sang hút cần. À, sau đấy tôi không còn bao giờ động vào cái này nữa. Tối quá, tôi tăng sáng lên anh em nhá. Tối này cho chó chơi à? Tăng full mẹ sáng đi. Đây, thế này có phải là ngon không? Mẹ, mặc dù chơi game kinh dị mà làm trò này hơi chó đẻ tí, nhưng mà thôi được anh em bạn, đéo vấn đề gì. Sau cái vụ tai nạn ở dưới hầm mỏ thì cái ví này nó đã trở nên trống rỗng. À,
À, nhà này sau vụ tai nạn ở dưới hầm mỏ xong là gia đình nhà này bị khánh kiệt. Hết tiền khánh kiệt. Nào, xuống tầng hầm xem có cái vẹo gì. Ờ, nhiều anh em bảo để như này thì nó không còn có cái chất kinh dị nữa nhỉ. À, tôi để khoảng 1.3 nhá. Để khoảng 1.3. Chơi game mà sáng đấy thì còn đéo là chất kinh dị. Nó mất hay đi anh em ạ, đúng em nó chuẩn. Nó mất đi cái sự hay hớm. Cái gì ấy? Hả? Cái gì đấy? Cái gì vừa xảy ra đấy? Đéo mẹ sẽ với mình đi à? Nó vừa kêu cái đéo gì đấy anh em ơi? Cái tiếng đéo gì đấy? Cái con bạn! Đi con vật! Đi! Đéo chơi nữa, con bé, đéo chơi nữa, đéo hiểu đây, đéo mẹ. Game. Tôi phải đi tìm dầu ấy các bạn. Where did all this blood come from? Dear. Đi mẹ máu ở đâu đây? Sao lại có máu ở đây? Máu dẫn xuống tầng hầm rồi. Vâng. Tôi chưa bao giờ thấy có một gia đình nhà nào lại có một cái sở thích nó mặn mà. Treo một cái bức ảnh có thể nói là đẹp anh em ạ, đẹp. Thực sự phải nói là tôi lần đầu tiên được xem một cái căn nhà mà lại có một cái người mua một bức tranh này về để treo. Tôi thật với anh em luôn, nhà này điên rồi. Điên từ thằng bố thằng con. Điên rồi. Nó đi mua một cái bức tranh như vậy về. Đéo hay hớm gì cái bức tranh thế đâu nhá. Có con dao bầu. Nào. Ba mặt một lời mẹ đi. Có cái đeo gì mà phải sợ đâu, có cái gì máu dẫn đi đâu. Cái gì đấy? Hả? Ai đấy? Đi mẹ. Có ai dưới tầng hầm nó cố mở cửa ý? Ai đây? Bố à? Bố đợi con tí. Bố à? Thằng bỏ mẹ nó rút bố dưới đấy đấy. Để con mở cửa cho bố. Bố ra đi. Khổ thân bố, bố ơi. Chân bố to thế. Bố ơi. Bố ơi. Tiếng game bé quá anh ơi à? À, to gấp đôi anh em nhá. Nhẹ nhàng, đúng. Tôi biết. Các anh em ở đây cũng toàn là thần kinh thép cả. Tôi quên. Để tôi nhận nhẹ nhàng, tôi vặn cái volume của tai nghe tôi xuống. Còn tôi tăng cái mức độ âm thanh ở trên cái phần stream lên. Vâng. Tôi chiều anh em nhất. Dễ tính như phò. Thằng kia, mày không phải bố tao. Bố tao không bao giờ có cái dáng đi như thế. Đấy, thằng khốn nạn. Giả bố tao đây. Nhà này được một cái là rất hay dùng bàn lùi. Thằng đấy là một thằng bàn lùi anh em ạ. Nó là một thằng bàn lùi. Không.
không thể để một thằng bàn lùi như vậy nó tồn tại ở đây được. Và vật. Này, hình như tôi có thể ấn F xong rồi hình như tôi thay được cái sao. Nên nãy giờ tôi nhặt bao nhiêu dầu mà có thấy nó hết dầu đéo đâu. Nó có thấy nó tăng lên tí dầu đéo đâu. Nhặt bao nhiêu dầu ấy chứ. Đây này. Dầu đầy ra đây chứ ít đéo đâu. Thoải mái đi. Thằng kia. Tao biết mày ở đây. Mày ra đây. À, bố tao đâu? Thằng khốn nạn, bố tao đâu? À, đây là bức tranh, đéo phải nó. Tôi bực mẹ, mắc mẹ giáp gai rồi. Con đéo làm gì tôi đâu? Nó định dọa ai? Mày nên nhớ là tao từng kinh qua ý tựa game kinh dị của kinh gấp 10 lần con game này mày nhá. Mày nghĩ mày có thể dọa nạt được tao? Mày nhầm rồi. Mày ra mẹ mày đây. Damn it, I can't open it. Maybe there's something in my briefcase that would help get it open. À, bây giờ tôi phải đi lấy một cái gọi là vật dụng để mở khóa. I have to get in there. Whatever happened. I hope it's not my father's blood. Phải có một cái vật dụng để mở khóa anh em ạ. Nó bảo là ở trong cái vali của nó, bây giờ lấy vali của nó ở đâu? Am I delusional? Đi mẹ vali đâu để tao mở cho mày, thằng khốn nạn. Chơi bố mày nhé. Chơi bố nhé. Đèn bây giờ hết sáng rồi, bây giờ làm nào? Mở inventory. À đây, dùng cái này để đổ vào. Dùng cái này để đổ dầu cho đèn. Cái vali của thằng này ở đâu nhỉ? Anh em nhỉ? Ủa mẹ. Nào. Nào. Đi mẹ cái gì đấy? I need to get rid of them before I leave the basement. Mày chỉ dễ cây anh em ạ. Tao vừa mới nhặt được kéo xong. Mày lại bố láo với tao à? Hả con chó? Mày đừng có dọa tao. Không có dọa được tao đâu. Tao khác xưa rồi nhá. Bố cắt luôn. Láo với bố à? He's upstairs. À, thằng khốn nạn nó đang ở trên tầng 2. Thằng khốn nạn, mày cút ngay khỏi nhà bố. Đi vào nhà tao. Nhà bố để lại cho tao. Phấn ngay khỏi nhà tao. Nó đâu rồi? Mày đâu? Hả? Has someone gone through my briefcase? Cảm ơn anh em Minh No. Cái gì đây? Sao tụi có cái chìa khóa ở trong cái này? Tôi lên cái vali của tôi rồi. Mày ra đây. Nó đâu? À, thằng khốn nạn. Vào luôn. Đánh quẹo đi. Mẹ, chết thằng đấy đấy. Stay back. Ờ, lùi lại anh ơi. Lùi anh ơi, đeo mặt nạ anh em ơi. Ờ. Nó đeo mặt nạ. Đúng không? Nó đeo mặt nạ đấy. Không phải mặt nó đâu. Căn nhà cũ của bố mẹ tôi có vẻ chứa những cái bí mật nhiều hơn tôi tưởng. Tôi tìm thấy một cái quyển nhật ký của Nicolas Hyde. Đọc nó đã khiến cho tôi sôi máu. Kinh quá nhỉ. Được rồi. Như vậy là thanh niên vừa rồi đã chết. Đây là những cái dòng cuối cùng của nhật ký. Có một vài cái chai nhật ký bị xé đi. Joker á. Cái mồm nó cười cười nhỉ. Nhưng mà không giống Joker lắm. I was in the attic and
I'll show the diary to Emma. She might find it interesting. Không giống Joker lắm. Nó chỉ làm cái mặt cười thôi. Nó chỉ làm cái mặt cười thôi. Thằng nó bảo nó đưa cái quyển nhật ký cho vợ để vợ xem như nào. Lúc nãy mình đọc cái quyển đấy mình còn đang ở trên gác, thế mà thấy đéo nào bây giờ mình chui cho cái phòng này. Em ơi, anh tìm được quyển cô giáo Thảo em ơi. Đi mẹ, đừng có bảo là con vợ tôi nó xuống dưới tầng hầm nhá. Vừa đến đây mày chui xuống tầng hầm làm đéo gì, vợ ơi. Vừa đi xuôi xuống tầng hầm làm cái đéo gì. Ờ đéo xuống được này. Game mà đéo cho tôi xuống. Honey, you won't believe what I found. Ai rồi, vợ ai rồi. Hey, Emma. 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 Nghe đây anh nói gì không? Emma. Nhìn cái đéo gì đây? I was calling you before, but you wouldn't even answer. Em vừa mới gọi anh mà chẳng anh trả lời anh đang ở đâu. Ôi rồi, ôi chồng, rồi, ôi. A fuse must have blown. Be a darling, go to the basement and anh đi xuống dưới tầng hầm sửa điện đi. Nhà đang không có điện. Cái nơi này còn phải chỉnh sửa nhiều lắm. Không cần có điện đâu em ơi. Tối cho sướng em ạ. Thôi. À, vợ có nốt ruồi ở ngực à? À. Tôi nghe nói là con gái mà có nốt ruồi ở ngực là rất dâm. Tôi biết là trong số các chị em đang xem tôi sửa chuyển đấy có chị em có nốt ruồi cực. Chị em thật thà khôn hồn thì giơ tay lên bảo em. Em đây, em có. Đừng để tôi phải vạch mặt chỉ tay từng người. Tôi biết hết. Xuống tầng hầm sửa điện thôi anh em ạ. Nhà này không có điện. She sounded like I took a piss on a mother flower bed. I need a flashlight. It's so damn dark in the basement. Maybe I can find one in the attic. There's a lot of junk in there. Tôi phải lấy cái đèn pin đã ở trên gác xếp xuống mới được. Đéo hiểu vợ con đéo gì đến mẹ chỉ có sai chồng là nhanh. Cha làm cái đéo đâu, đừng nó khoanh tay nhìn ngoài vườn. Mình thì đi làm nhưng mà thằng Hồ Xin. Đèn pin đâu? Way giờ đèn pin. Way. À đây à, đèn pin đây à? Hay phết nhở? Tôi chưa từng bao giờ thấy cái đoạn đèn pin như này đâu. Nhìn hay nhở? Ở Việt Nam mình là cái đèn pin nó cứ nhìn giống như kiểu cái sách to ấy nhở? Ở nước ngoài nó hay dùng cái đèn, nó lại dùng cái đèn pin kiểu giống như cái đài ấy. Nhìn như kiểu cái đài ấy. Rồi ok, tôi có đèn pin rồi. Bây giờ đi xuống dưới cái hộp cầu chì ở dưới tầng hầm. Chim có nốt ruồi có cần giơ tay không anh ơi? Không, chim có ruồi tèm đéo. Tôi có nốt ruồi bỉu. Giơ tay tèm đéo anh em rồi. Bật đèn pin nút nào nhỉ anh em nhỉ? Ơ. À đây rồi. Ngón. Mẹ dưới này tối om không có một tí ánh sáng nào. Yo mày. Sick. Đèn pin này dùng để cài trên áo á, cài đéo đâu đang cầm bên này. Ôi giời ơi, có đạt đây thì hay nhé. Mẹ có đạt đây tôi đoán là ma quỷ trong cái nhà chắc xác mẹ định luôn. Nó cho nổ mẹ nhà. This horse will haunt me in my dreams. Ngựa. Có chim không? Không. Nó cái rồi. Where are the fuses? Cái hộp cầu chì ở chỗ nào? Hộp điện ở chỗ nào? Đây rồi. À, nếu tôi đoán không nhầm là căn nhà này từng xảy ra một cái chuyện gì đấy và nó đã bịt cái tường này lại. Đằng sau cái tường này chắc chắn là có một cái phòng ẩn được bịt lại để che giấu cái sự kiện gì đã từng xảy ra, một cái sự kiện khủng khiếp gì đấy người ta không muốn lộ. Hộp cầu chì rồi. Cục điện đây rồi. Strange, one's missing. Someone take bị mất một cái cầu chì. Một cái chìa khóa.
Em có nốt ruồi ở ngay đầu le thôi anh em đừng vớ vẩn, chả có chị em nào con bé mất dạy thế đâu. Chỉ có anh em con bé mất dạy vậy thôi. Chả có chị em nào thôi anh em đừng có vớ vẩn. Rồi, tôi vừa được cái chìa khóa ở cái nhà kho ở bên ngoài. Cái nhà kho ở bên ngoài. Cái lán ở bên ngoài thì đúng hơn là cái nhà kho. Sao không mở rồi? Đèn pin nó sẽ tự động bật. Mẹ đã từng dành cả tuổi thơ ấu ở đây, nhưng bà chưa bao giờ kể cho tôi về cái nơi này quá nhiều. Tức là đã từng bố mẹ đã từng sống đây rồi chứ. Đây sẽ là cái lán ở đằng này này. Cái lán mà lần trước mình vào và nhìn thấy cái mũ của ông bố đấy. Có vết máu này. Nhưng mà làm sao để vào được? Làm sao để vào được rồi anh em ơi? Vào thì đéo được, nó chặn mẹ đường rồi. Có cái đường nào để đi vào nhỉ? Đéo nhảy vào được. Game nó không cho mình nhảy. Thế bây giờ tôi phải làm cái gì? Nó có mấy đường bí mật nào đấy mình để chui vào được không? Đây. Mẹ, cái chỗ hàng rào bị phá rồi. Đấy, mở đây thôi. Có vết chân máu, tiếp tục có vết chân dẫn vào đây. Thằng nào ăn cắp mẹ. Không còn một cái cầu chì nào đây cả. Nhìn bên trong đã, có cái áo thằng nào kia. Cái vết này giống như vết sơn hơn là vết máu anh em ạ. Giống kiểu một thằng này nó vừa mới nghịch sơn. Màu. Chứ không rõ tại sao có máu ở đây. Có một cái áo của một ai đấy. Áo dính máu. Nhìn nó khá là mới. Không rõ tại sao nó ở trong này. Emma ma những cái đồ ở văn phòng của tôi về đây. Thằng nó đang nghiên cứu một cái máy gì ý. Máy lượng tử à? Vãi cả đái. Kinh quá nhở. Thanh niên này là một nhà khoa học. Chế ra cái máy soi lượng tử đéo gì ý. Tôi đéo giỏi về khoa học lắm. Một cái máy scan lượng tử à? Nhỉ. Đây. À, máy soi lượng tử này giúp chúng ta có những cái lần flashback. Chúng ta có thể nhìn được những cái đoạn flashback của những cái người đã từng sống ở trong quá khứ. À. Kinh quá nhở. Mẹ, tức là tôi cầm cái này này. Tôi dí vào trong những cái món đồ gì đó, tôi có thể flashback lại, có một cái đoạn flashback rất nhanh về quá khứ mà những cái người nào đấy đã từng ở đấy, đã từng sử dụng nó hoặc là gì đấy. Kinh đấy. Đéo hiểu sao cái máy mà nó bố đời như thế này. Ôi, Jesus. Emma, you scared the crap out of me. Emma, okay, you can open the door. Em đừng có dọa anh nữa. Emma. Honey. Mở cửa cho anh lên. Em có muốn lỗ mũi ăn trầu không? Mở cửa ra. Ơ, cái con này. Có mở không? Mở không? Mở không? Có mở không? Có mở không? Mở không? Đứa nào trêu tôi đấy? À, mình sẽ dùng cái máy để xem thằng nào là cái thằng mà dám bố láo. Maybe the localizer will show me just what's happened here. Wait, what did they say in training? Đây, tôi cầm cái máy này lên. Khi mà có cái biểu tượng cái máy đấy hiện ra, có nghĩa là có một cái đám mây ở gần đây. Huh. If I remember correctly, this prototype device can be used to detect traces of a person's presence from the past.
Đám mây ở gần đây. Of quantum particles, and with a little bit of luck and science, I'll be able to see a silhouette of the person who was here in a different time. À, rồi rồi rồi, tôi đi hướng này ấy. Cái phần trăm ở bên dưới không phải là phần trăm pin của cái máy này, mà là chúng ta đi về cái hướng của cái cloud đấy ấy, thì nó sẽ tăng cái phần trăm lên. Rồi, như vậy là đi ra bên ngoài. Đi ra bên ngoài, tôi sẽ tìm đến cái điểm có điểm cloud. Một cái này tôi có thể xem được, có một cái đoạn flashback. Green lines at the edge of the screen show the direction to go, and the numbers the distance to the nearby cloud. Màu xanh càng rõ thì có nghĩa là tôi càng đi đúng đường. Màu xanh càng rõ tôi càng đi đúng đường. 100% mẽ rồi. Sau đây tôi sẽ scan cái nơi này lên. Nó tìm được cái thứ gì đấy. Có vẻ như thằng đấy đã để lại cái bộ quần áo của nó ở đấy. Đó, thấy cái đéo gì ở đây đó. Úc gì đấy? Ê mê, thằng người đấy à? À đúng rồi, thằng này nó vứt cái bộ quần áo ở đây. Rồi 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 rồi. Thằng khốn nạn nó vứt cái bộ quần áo ở trong cái chỗ này đây. Nó vứt món đồ đây, nó vứt đây đây, nó đang ngồi kìa. Bây giờ tôi phải làm gì? Thế thôi đúng không? Thế thôi đúng không? Game giả lập cảnh sát bắn tốc độ để đây thì hết rồi. Missing some clothes are lying all covered in blood and a trace of a person near the shed. It's all looking very strange. Maybe it's all about the stress. Cái gì đấy? On the other hand, lại có một cái kìa. Certain that we're safe. Một thằng tự nhiên xuất hiện ở đây, nó đi tẩu tán cái bộ quần áo dính máu của nó, xong lại còn trêu tôi. Lý do là vì sao? I should use the pulse to make the quantum cloud visible. Máy này đấy là sao vứt vào trong nhà kho ạ? Máy này mà đem bán chắc tiền ở biển mẹ luôn. Đây rồi, chỗ này đây. I'm at the source, but I can't read anything. The interference is too strong. Tôi tìm thấy cái vật gì anomaly. I should neutralize it. Có một đôi lúc thì những cái đám mây này nó không ổn định, bởi vì nó bị ảnh hưởng bởi những cái thế lực nào đấy. Lúc đấy thì cả phải tiêu diệt những cái thứ đấy. Hãy tìm những cái anomaly ở xung quanh. Sử dụng nút chuột bên phải. Đúng lắm trò đầu. Đây rồi. There's the anomaly. Now I can charge the localizer and hit it with a beam. Bắn! Điên, game bắn ruồi à! Vãi cả Linda! Đeo hiểu! I did it. Clearly someone was here recently and used this rope. Có một thằng ở đây và nó vừa mới sử dụng cái dây thừng ở dưới này. Không rõ nó làm gì với cái dây thừng này. Được rồi. Ma quỷ gì cái game này. Tôi lấy được một cái dây, một cái móc. Không rõ để làm cái gì. Một cái dây, một cái móc. Để làm gì với cái dây, cái móc này? Anh em có đoán được là tôi sẽ làm gì với cái dây với móc này không? Đéo biết tôi phải làm cái gì bây giờ nữa. Cầu chì thì đéo tìm thấy.
Dây với móc làm cái đéo gì em ơi. Vợ đâu rồi? Ơ vợ đâu rồi ý? Dây cộng móc bằng trộm chó. Đi. À đúng rồi, vợ có bầu. Thế ra có mấy quyển cẩm nang để cho bà bầu. Móc còn vợ. Anh em rất bệnh hoạn. Tôi thật thề với đời. Anh em bệnh hoạn vãi cả đái luôn. Rất bệnh hoạn. Cái giếng à? Dùng cái để móc cái ở dưới giếng lên à? Ơ, có thể. Phải chăng là như vậy? Đéo phải. Không phải đi ra giếng. Không phải đi ra giếng. Dây cộng móc cộng xe kéo cái cây đổ ra rồi về nhà. Quái cả cứt. Làm cần câu. Nếu hiểu đấy. Nó có được thế nào? Thằng kia nó lấy cái này làm gì? Đường này dẫn đi đâu? Ủa có mấy cái nhà trên cây kìa. Vãi cả trường. Đéo ông nào xây nhà trên cây đấy. Chúng tôi không đi qua được. Nhìn cái như kiểu là chơi Fallout 4 nhỉ. Xây nhà trên cây. Tổ sư. Game này đéo hiểu. Vớ vẩn ơi. Sợ hãi đéo gì. Vấn đề là vợ mình đâu chứ con lên trên gác xem nào. Nhà lắm phòng thật đấy. Thế này vợ đi đâu? Có anh em nào biết là tôi lấy cái dây thừng để làm gì không? Anh em khó vãi cả đái. Mình đi thêm ở đoạn này nhỉ? Localizer has detected. À đúng rồi. Xuống dưới này mình lại bắt được tiếp một cái nữa. Tôi có đi chơi cái trò chơi bắn ruồi như này à? Tổ sư. À, có cái gì đây? Sẽ có cái thang cháy nằm ở đây này. Rồi. Thằng này nó trèo trên này. À mình sẽ dùng cái móc này móc cái thang xuống. À. Xôi ôi. Xuống đây cho tao. Thằng khốn nạn. Dám đột nhập vào nhà ông. Mẹ. Thằng này chắc chắn là mẹ. Chắc chắn là bồ nhí của con vợ rồi. Chắc chắn là bồ nhí con vợ. Tại sao con vợ vừa đến nhà nó bắt tôi phải đi lấy hộp, sau đó bắt tôi xuống dưới tầng hầm để tôi đi lấy cái cầu chì, bởi vì ở bên trên nó tăng tiệu với cả thằng bồ. Thế là tôi đột ngột tôi mò từ dưới tầng hầm tôi mò lên. Thằng bồ sợ quá. À cái lúc mà mình đang đi ra cái nhà kho ở bên ngoài ấy, thằng bồ tăng tiệu, mình ra khỏi nhà kho cái nó khóa cửa đéo cho mình ra. Đôi gian phu dâm phu à. Clearly drag something heavy through that gate. Thằng này nó đẩy một cái thứ gì khá là nặng qua cái cửa này. Đây này. Nó đang đẩy một cái gì khá là nặng. Nó đang đẩy một cái gì đấy. Nó đang kéo một cái gì đấy. Có khi là xác vợ mẹ rồi nền đi chứ. Không lẽ đéo phải tình địch. Gỡ ra. I'll try to break them out. Gỡ. Hmm.
Gỡ. Gỡ. Nói đâu rồi? Không phải đây. Không phải đây. Mày đâu rồi thằng khốn nạn? À, đây rồi. The blood hasn't dried yet. I'll follow its trail. Máu vẫn chưa khô. Someone needs help. Tôi tiếp tục đi theo nó xem nó đi đâu. Nó mang đến một cái nhà kho. Tiếp tục có vết máu. Thằng khốn nạn. Giả vợ tao đây. Cửa khóa mẹ rồi. Damn it. Closed. Just closed. Rồi làm nào? À, có lỗ. It looks like something or someone is. Why nó đang bị treo ở bên trong à? Một con gì? This thing scared the shit out of me. I'd better check what the localizers detected before I go in. Con một con dây bị treo. À kìa. Một con dây bị treo. Từ từ. Tôi đi bắn cái gì kìa đã. Không cắt cái này ra được. Phải bắn cái gì anh em ạ? Phải bắn cái. Nhấp à? Nước sơn, nó không phải nước sơn. Ý này là như nào nhỉ? Nó có một cái đằng kia nhưng nãy mình bắn thì đéo nào bây giờ không bắn được. Cái cửa này tôi không mở được, phải có cái gì để cắt. Có một kéo, một cái gì để cắt. Ừ, bắn cái sóng MP đấy. Bắn cái sóng MP đấy mà. Để tôi scan tôi thấy là có một cái vật đỏ đỏ ở chỗ kia kìa. Mà lúc nãy mình bắn kiểu gì bây giờ mình đâu bắn được. Vậy tôi bắn như thế nào nhỉ? Anh em nhỉ? Dí vào thôi đúng không? Tự động nó bắn đúng không? Bây giờ nó có bắn đéo đâu. Không bắn được. Mày mở cửa ra vào trong mới bắn được. Bây giờ không có gì để cắt cái này cả. Kéo trong nhà chưa? Đẩy xe á? Không đẩy được. Xe lại không được. Đứng lên cái xe. Không thể nào có cái chuyện mà quay về nhà lấy kéo được. Có thể mình sẽ đi tiếp ở đường này xem sao. Đây này. Có gì đấy ở đây này. Đây, trèo qua đây. Đấy. Đấy. Bây giờ đi vào trong này mới bắn cái kia. Nó đây này. Không phải bắn mà là scan thôi. Có anomaly. Đây rồi. Mày sống này. Sống này. Cái đéo nào game bắn ruồi ạ. Bố láo bố lếu này.
con nữa. Bố láo. Xong. À, có con nữa trên này. Game bắn ruồi này. Who is he? What did he hide here? Thằng này nó che giấu cái gì đấy ở sau này. Một con dao. A hunting knife. Một con dao đi săn. Ai đó mới sử dụng con dao này và giấu ở đây. Just in case. Time to go back to the barn. Được rồi, có con dao sẽ cắt được cái dây ra. À, Home Sweet Home. Dĩ rồi Home Sweet Home. Nhưng mà nó không khốn nạn như Home Sweet Home. I need to try to get inside. Bây giờ làm nào tôi có thể vào trong này được. Có cách nào đấy chứ. À đây. Home Sweet Home ngay. Đây chính là Home Sweet Home. À, còn cái này. Thở râu lên. Thở râu lên. Kéo xuống. Mẹ kìa. Game này thua kém đéo game hành động đâu. Bắt câu đâu, đéo đâu. Để rồi, con dê rồi. God, con dê treo lên. This wasn't just some poacher, more like a fucking sadistic hunter. Wait, that beeping. It's as if it's coming from. Cái tiếng bíp đến ở bên trong. The animal is hung up on a rope. Maybe I can get up there. Tôi phải lên chứ. À, có một cái gì, ôi nó để cái gì ở bên trong cái ruột của con hươu ấy. Con hươu bị mổ tung ruột xong nó để cái gì bên trong ruột con hươu ấy. Phải leo lên cao. Phải leo lên trên. Con này con hươu chứ phải con dê anh em ạ. Tôi nhầm. Đây là hươu. Chứ đéo phải là dê. Giờ tôi sẽ ném cái này như nào. Ném để kéo cái gì xuống. Cái này là... À đây 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 đây, đây cái thang rồi. Bom á. Ờ, có thằng đéo nó dở hơi đi cài bom ở chỗ đấy. Thằng đéo. Thang này có xuống được hết đéo đâu. Thiếu mất một cái phần gì đấy rồi. Tôi phải mang một cái gì để gác lên. Từ từ. Hạ mấy cái này ra đã. Nó chắn cửa không cho ai vào này. I need a bolt cutter for this kind of chain. I'll look around. Tìm cái gì để cắt. Chắc là xong rồi ra bên ngoài lấy cái xe đã đẩy vào bên trong thì phải. Tìm một cái đồ gì ở trong này để cắt đã. Nó phải có một cái món đồ gì để cắt. Nằm đâu đấy trong này thôi. Đây rồi. Kim đây rồi. À không. Vào trong này mình khổ cứ tưởng lấy cái xe, lấy cái hộp này, lấy cái thùng này. Mang thùng này ra bên ngoài. Sao mà mang bên ngoài được? Cửa này bé tí này thì làm sao ra bên ngoài được? Mẹ đuôi nhau à? Cửa chỉ mở thế này rồi thì làm sao tôi mang cái thùng này ra bên ngoài được? Móc quá. Cái dây móc con dê không được, phải lấy cái này đã, nhưng mà cho tôi cái này làm cái đéo ấy. À đây phải ra bên ngoài. Ra bên ngoài mới kéo được. Game lắm trò thật. Nhưng mẹ này còn phải... Đường cái đéo gì nhỉ? Cái chỗ này cho tao cài. Chưa thấy con game nào khổ như này. Kéo cũng khổ. Cứ phải giữ chuột. Đẩy 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 dần dần dần. Lên cái này tôi mới leo trên cái thang được. À, không phải bom đâu. Chả thằng điên nào đi cài bom ở trong người con hươu ở giữa đấy cả. Bởi vì nó có biết là mình đi theo nó đéo đâu.
Nó phải biết là mình đi theo nó chứ. Nó không biết là mình đi theo nó thì làm sao mà nó giấu chứ, nó làm đéo gì. Nhỡ không đi theo thì làm nào? Cắt dây đúng không ạ? Rồi rồi. Để xem đây là cái gì. Đi phải thò tay vào à. Ui giời ơi. Oh, this is sick. I think I'm gonna puke. Gì đây? Cầu chì ạ. À. Vãi cả đái, nó nhét cái cầu chì ở trong đấy ạ. Ô thằng giờ ngươi. Fuck, what if the Soviets sent someone to follow us? Well, there is the fuse. So the fucker who gutted the animal has also been in our house, in our basement. If this isn't a threat, then I don't know what is. At least I've got a gun. Ừ, nhưng mà bên cạnh cầu chì nó gắn theo cái gì đấy? Basement and turn the power back on. Bên cạnh cầu chì nó được gắn theo cái gì? Someone's butchered a deer and the evidence suggests that sick fuck has been in our house. Thằng bệnh hoạn, cái mẹ. Thế vợ mình đâu? Thế tôi hỏi khí không phải chứ. Where is my wife? Where is my wife? My wife is where? Where is my wife? Kids in the area played with the occult. But I don't think this could have been them. Besides, the equipment that was inside it looked military grade. Clearly the locals make new neighbors feel welcome. I just hope they don't mistake us for turkeys on Thanksgiving. Thật có khi về nhà. Đúng rồi. Nó đưa cái cầu chì sang bên đó dụ mình đến đấy. Nó ở nhà nó dễ bề hành động ấy mà. Em ơi. Vợ ơi. Đang bầu nó đéo tha. Đéo có ai đâu. Anh em đừng nghĩ bậy. Vá vẩn. Oan cho vợ mình. Gì vậy? Còn cái bên cạnh nó gắn vào đâu? Có điện rồi. Power's back on, I guess. Ngon luôn. Bức tường đây. Chắc chắn là bức tường này mới được xây lên. Or maybe it's no big deal. Maybe I've just been reading too much Poe. Che giấu một thứ gì đấy nằm bên trong. Việc của tôi đã xong. Bây giờ lên tìm Emma xem sao. Khổ. Rồi, nào. Lên tìm vợ xem như nào. Cái chỗ này nó không bật lên. Đây, bật lấy đây. Đấy. Điện đóm ngon rồi. Ui, cái gì đấy? You want me to have a heart attack? Vãi cả lên à. Cái mũi chỉ là mũi của cái ông ngày xưa mất tích, ông bố mất tích đấy. Actually, where did you find it? Em tìm được cái mũ này ở đâu? Ở trên tầng trên. Bây giờ nhìn cho kỹ đây này. Em cái gì đấy? Clever. You think you can sugarcoat the work for me with magic? Đây là cái thùng sơn đúng không? Một lúc sau. À. Thùng tiền à? Vãi cả. Thùng tiền mặt à? Bóc full of cash này. You've done it plenty of times already, but really, I don't have to sit idle all the time. Vợ đang sơn tường. It's not critical. I'm just pregnant, remember? But fine. Được. Sơn đẹp đấy. Bây giờ là tôi. If I can't help you, I'll pester you with questions. Have they called you from work? Game giả lập sơn tường. No. Tuyệt vời. Did you give them our new number? Nói thật với anh em, chứ ngoài đời tôi chưa giờ đi sơn tường cả. Nếu là sao lại chơi game tôi phải đi sơn tường. Gives me the creeps. Ever thought
thought about doing something other than, you know, crypt analysis? I mean, before you joined the CIA? À, thằng này từ trước đây làm việc ở trong CIA. CIA. Something that doesn't come with being responsible for millions of lives. Some job without all the spies, agents, and double agents lurking behind your back. Without the constant feeling that you can't trust anyone. Sơn phải sơn từ từ thôi. Sơn từ từ. Nào, trước giờ tôi bảo tôi sơn tường đéo đâu. Cứ tưởng. Ơ. What are you staring at? Em nhìn cái gì đấy? Can you move that piece of furniture? Anh có thể di chuyển cái bàn ấy được không? Có thứ gì ấy đằng sau? Đéo ở đây. Mẹ nhìn cứ tưởng vợ đau đẻ, mẹ cứ tưởng chuyển dạ giật cả mình. Nào. Có gì đằng sau này? Có gì đéo đâu? Bức tranh. Chỉ làm cái bức tranh thôi mà. Now I regret putting that thing on my head. Tranh của chính là cái lão mà sở hữu cái mũ đấy. Chắc là hang this in the bedroom, you'll come to us in our dreams. Ông bố à? Everything. I'd hang you first. Okay, okay. Ông bố ở trong cái nhật ký thì phải. Mình sẽ đưa cái này xuống dưới tầng hầm. Để cái bức tranh creepy ở đây đéo hay lắm. Vài ngày sau, ôi giời, tưởng game thế nào chứ, khá nhẹ nhàng. Nhà đẹp rồi, sau vài ngày trang trí thì nhà ngon rồi. Eric gọi. Ở nước ngoài nó thích dán tường nhỉ? Nó rất thích kiểu dán tường, kiểu hoa hoa hết hết. Điện thoại đâu? Nhà giờ trông đẹp nhỉ? Moshi moshi. Hello. It's David. David đây. So, this is it, boss. À, ông đây là sếp. Sếp gọi. Tôi không muốn thúc giục anh, nhưng mà tuần nay tôi không nghe được tin gì của anh rồi. Tôi sợ rằng có thể anh bị một con gấu ăn thịt chăng? Tôi phải gọi cho anh xem sao. Tôi cũng đang bị kẹt ở đây đấy. Anh không phải là người duy nhất đâu. Ngày làm có CIA và đang làm việc liên quan đến Liên Xô, chắc là gián điệp ở bên Liên Xô. The one who intercepted the telegrams. What happened? I don't know. Stress. He's been paranoid lately. Một thằng ở trong team của mình gần đây cũng bị bệnh liên quan đến cả tâm thần. Nhìn đâu cũng ra người Nga. Or those Soviets did get him after all. Và cuối cùng là bị quân đội Liên Xô bắt được. Gián điệp. I don't want to think he's playing both sides. Tôi không muốn nghĩ rằng anh ta là gián điệp hai mang. Nhưng mà Bill và Mildred đang muốn đóng toàn bộ cái project của chúng ta lại. Cái dự án của chúng ta lại. Tôi có mang theo tài liệu làm việc ở đây. Tôi sẽ gọi lại cho anh trong vài ngày tới. Chúc sức khỏe vợ anh. There goes my vacation. The cipher machine is in the office. I've wasted enough time already. Nhà giờ đẹp ấy chứ. Bây giờ tôi phải làm việc. Tài liệu mình để trong phòng làm việc. Không rõ là phòng làm việc là phòng nào. Đây là tầng hầm. Where's my phòng làm việc? Phòng việc chắc tầng trên. Nó chính là cái phòng mà lúc mình ấy xong là mình vào đấy đấy. Đây. Phòng làm việc đây rồi. Đúng nhở? Tượng Phật. Có đúng đây là phòng làm việc của tôi không? Nó bảo là mình phải lấy cái tài liệu gì đấy đúng không? Thuốc này. Thằng này có vẻ cũng bị bệnh. Mọi người trong cái dự án này là bắt đầu là có vấn đề về tâm thần. Ai cũng hiểu nhìn thấy những cái hình ảnh nó không bình thường. Không phải. Thế thế nào? Phòng ngủ của vợ chồng. Đấy à.
Đéo vợ con gì, quần áo vứt trà giặt rũ đéo gì đây. Đoảng quá, đoảng quá. Không được cái việc gì nhà cửa. Nhà đéo lắm phòng thế này. Thế đéo nào có mỗi hai người ở mà thì đéo nào phòng lắm giường thế. Đây chính là cái tẩu đấy. Nó còn bị lỗi này. Lỗi mẹ. Lỗi mẹ đâu rồi. Hình như vợ chết rồi, nãy nhìn thấy vợ là ảo ảnh. Hừng, làm đéo chuyện đấy. Vợ thật chứ, phòng làm việc của tôi phải làm gì? Ờ nhở, nhà có ba người mà nhở. À đây, đây hay là đây đó, phòng làm việc. Bây giờ mai phòng làm việc. À đây. Ôi dồi ôi, khiếp, phòng làm việc cứ như phòng tổng thống thế này thì phải. Kém đéo là Donald Trump, nó lại cái đéo gì ở đây. Vãi cả cứt. Vãi cả cứt. What the fuck is this shit? Mời tất cả anh em chụp lại giúp tôi, print screen lại giúp tôi cái ảnh này nhá. Mẹ chơi nhau à? Đéo hiểu. Đây, ghế làm việc của mình đây. Tôi đang làm việc ở trên cái cỗ máy gì ấy, gắn những cái bánh răng kia vào. Máy Enigma. Máy Enigma mẹ rồi. Đây là cái máy ngày xưa, là máy máy mà dùng những cái mã code đây để gửi, nó là máy tự động mã hóa. Tự động mã hóa những cái ký tự mà mình gửi đi đây. Đúng rồi, máy Enigma. Ngay mà. Rốt cuộc đây là cái đéo gì? Thế nào? Đi lại còn phải học cách sử dụng cái máy Enigma. Rồi. Anh em nghỉ vài phút trước khi bắt đầu ca 2. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Đéo mẹ, bên ngoài đời cái máy Enigma đã khó dùng rồi. Đéo hiểu sao vào game bây giờ tôi phải sử dụng máy Enigma. Mời anh em nghỉ vài phút trước khi bắt đầu ca 2. Mời các anh em sang NonoLip. Chúng ta lại tiếp tục ARK đụt lên. Với sự thống trị của băng Sệ Vinh. Thâu đêm cùng ARK. Rất cảm ơn anh em theo dõi. Bye bye. See you again. Hẹn gặp lại anh em video clip trong vài phút tới.